Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6. Và hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề kiểm tra chất lượng đầu năm, năm học 2021-2022. Và đây là đề tham khảo dành cho các bạn ôn thi, ôn tập trong thời gian các bạn nghỉ hè và trong cái tình hình Covid rất là căng thẳng hiện nay. Rồi chúng ta cùng nhau làm bài 1 la mã. Chọn đáp án đúng các bạn. Câu số 1, how are you? How are you có nghĩa là bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không nhá. Và khi người ta hỏi bạn có khỏe không thì chúng ta phải trả lời là tôi khỏe, cảm ơn. Đó là câu B. Bài này rất là dễ. Câu số 2 các bạn nhìn, how old are you? Là bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi nhá. Khi hỏi tuổi thì chúng ta sẽ trả lời tuổi, I'm five, tôi 5 tuổi này. Câu số 3, hello, xin chào, bạn là Phong phải không? Đây là chủ ngữ là you các bạn. Chủ ngữ là you thì ở đây chúng ta phải có động từ to be là a. Cho nên chúng ta sẽ khoanh vào câu C. Câu số 4 này, tôi là chị gái của anh ấy. Ở đây phải chọn một cái tính từ sở hữu. Ở đây có my là tính từ sở hữu, his cũng là tính từ sở hữu, nhưng mà chúng ta dịch nghĩa chúng ta phải xài his chứ không thể xài my được. Tự nhiên nếu mà xài my thì các bạn sẽ dịch là tôi là chị gái của tôi thì rất là vô lý, cho nên chúng ta khoanh vào câu D. Sang câu số 5, các bạn để ý câu số 5, chúng tôi sống ở Quy Nhơn, we live in Quy Nhơn, but my uncle live in Dallas. Tôi sống ở Quy Nhơn, chúng tôi sống ở Quy Nhơn, nhưng mà chú của tôi thì sống ở Đà Lạt. Bây giờ chủ ngữ là chú của tôi là một người, là chủ ngữ số ít, cho nên động từ sống của chúng ta phải thêm sờ vào, đó là câu D. Rồi câu số 6 liên quan đến toán đây. 8 là số 8, 6 là số 6, 8 cộng 6 bằng 14, 14 là 14. Sang câu số 7 các bạn, câu số 7, anh ấy muốn trở thành một giáo viên, đằng sau one ở đây nhất thiết phải là to be, cho nên chúng ta khoanh vào câu A. Câu số 8, các bạn để ý mẫu câu, hỏi cái gì đây? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Chúng ta có mẫu câu bạn sống ở đâu? Where do you live? Chúng ta khoanh vào câu C. Rồi sang bài số 9. Khi người ta ra cái đề mà có chữ này thì các bạn nhớ đây là bài tìm từ khác loại. Bây giờ chúng ta đọc này. 10 là số 10, 16 là số 16, 18 là số 18, nhưng mà third là số thứ tự. Chúng ta có thể xài third khi để nói đến tầng 3. Tầng 3 là The third floor. Ngày 3 là the third. Cho nên ở đây cái từ này khác loại, chúng ta khoanh vào nó. Câu số 10 các bạn đọc đề. Mai và tôi là bạn. Bây giờ các bạn để ý ở trong câu này liên quan đến động từ to be ấy. Mai và tôi là chủ ngữ số nhiều, cho nên ở đây chúng ta phải xài A. Và ở đây chúng ta thiếu chúng tôi là những học sinh, thiếu một cái đại từ nhân xưng thay thế cho mai và tôi, đó là we. Vậy đáp án là A và we, đó là câu A. Sang câu số 11, bạn của tôi Lan là một học sinh giỏi. Lan là chủ ngữ số ít, cho nên ở đây chúng ta sẽ xài is, động từ to be is. Sang câu số 12, chị gái bạn bao nhiêu tuổi? Các bạn để ý cái từ sister, bình thường sister nó không có chữ sở, nhưng ở đây nó có chữ sở đằng sau, có nghĩa là những bà chị gái, những chị em gái là số nhiều. Số nhiều thì ở đây chúng ta phải xài A. Và đã là số nhiều thì chúng ta sẽ xài they để thay thế cho nó, đại từ nhân xưng they, bọn họ. Vậy đáp án là A và they, đó là câu B. Bài dưới điền vào chỗ trống từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài hội thoại hơn. Bây giờ Lan và Nam đang nói chuyện với nhau. Xin chào, tên của mình là Lan. Nó sẽ hỏi là bạn tên là gì? Cái chỗ này bạn tên là gì? Đúng không? Bạn tên là gì? Đó là What is your name? What is your name? Và cái bạn Nam bạn sẽ trả lời tôi tên là Nam. My name is Nam.
Rồi người ta hỏi là bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Đó là how old are you? À, tôi 12 tuổi. Ở đây chúng ta thiếu am. Am hay là I am? À, I'm 12 years old. Còn bạn thì sao? Ở đây thì chúng ta có thể xài từ and you cũng được, hoặc chúng ta có thể xài how old are you. À, có hai cách để xài cái chỗ này. Rồi, tôi 11 tuổi. Ở đây chúng ta thiếu am. I'm 11. Rồi bạn, bạn học trường nào, Lan? À, tôi học ở trường. À không phải, bạn sống ở đâu, Lan? Tôi ở trên đường Lê Hồng Phong. À, bây giờ hỏi bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Đó là cái câu where do you live? Tôi sống ở đường Lê Hồng Phong. Chúng ta thiếu I live on. I live on. Ok, các bạn có ok không? Rồi, rất là dễ đúng không nào? I live on Lê Hồng Phong Street. Rồi, xuống bài dưới, sắp xếp lại các từ để hoàn thành câu có nghĩa. Bây giờ, câu đầu tiên. Câu đầu tiên này, chúng ta phải đọc xem là nó nói cái gì. Chúng tôi, à, bạn khỏe không? Chúng tôi khỏe, cảm ơn đúng không ạ? How are you? We are fine. Thanks and you? Thanks, thank you. Thank you. And you. Đúng không nào? Thank you này. Thank you. And you. Câu dưới. Chào buổi tối cô Hoa. Chào buổi tối cô Hoa. Đây là Tuấn. Rồi, ok. Sẽ là good. Good gì? Rồi. Good. Good evening. Good evening. Miss Hoa. This is Tuấn. Câu này nghĩa là gì? Chào buổi tối cô Hoa. Đây là bạn Tuấn. Rồi câu dưới này. Đây là phòng học của bạn phải không? Đây là câu hỏi. Y đứng đầu câu. Is this your classroom? Chấm hỏi. Câu 3. Tên tôi là Nam, còn bạn thì sao? Ở đây sẽ là my name is Nam. Chấm này. And you. Chấm hỏi này. Viết hoàn chỉnh các câu sau. Hoàn chỉnh các câu sau là chúng ta thêm vào cho đầy đủ đấy. Good morning. My name is Sơn. This is Nga. Rồi, câu tiếp theo. Tôi khỏe, cảm ơn. I am fine. Thank you. And you? How are you today? Thì đúng hơn. How are you? How are you today? Tiếp theo. I am 12 years old this year. Năm nay tôi 12 tuổi. Rồi, cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi.